điều gì chờ đợi Ukraine sau khi xuyên thủng phòng tuyến đầu tiên của Nga? Cố vấn Tổng thống Ukraine, chiến tranh với Nga sẽ kết thúc nhanh chóng và ngay lập tức. Ukraine gặp khó khi dùng F-16 trong thực chiến. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin Tức Việt. Bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu với những thông tin đáng chú ý sau đây. Thậm chí cả khi Ukraine đã xuyên thủng phòng tuyến đầu tiên của Nga ở phía Nam, thì việc đạt được tiến triển vẫn vô cùng khó khăn khi các lực lượng của Kiev đối mặt với hệ thống phòng thủ phức tạp của Moscow. Phía sau lớp phòng tuyến đầu tiên, các đơn vị của Ukraine tuyên bố họ đã giành được làng Robustin ở khu vực Zaporizhia và đang tiến về phía một số vị trí khác trong nỗ lực đưa trung tâm chiến lược Tupmak vào tầm bắn của các hệ thống pháo. Một binh lính Ukraine tên là Oleksandr Solonko đã miêu tả chi tiết những thách thức để đạt được tiến triển trong khu vực này. Đầu tiên, theo Solonko, địa hình đóng vai trò rất quan trọng. Khu vực này chủ yếu là các cánh đồng và các ngôi làng, những vùng đất tương đối bằng phẳng. Dù là bất kỳ ai, một nhóm tấn công, lực lượng đang sơ tán, một nhóm trinh sát mặt đất hay trinh sát trên không, mọi chuyển động của bạn đều có thể thấy từ xa. Đối phương đã chuẩn bị để đối phó với bạn trong một thời gian dài, Solonko tiết lộ. Theo binh lính này, các tuyến đường tiếp cận và tuyến hậu cần rất hạn chế. Mọi thứ đều bị bắn và bị nã pháo hàng ngày. Bạn gần như chắc chắn sẽ bị phát hiện. Việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mà hoàn toàn vô hình trước đối phương là điều bất khả thi. Solonko cũng thừa nhận các phòng tuyến của Nga rất kiên cố. Có một hệ thống đầy đủ các chiến hào, hầm trú ẩn, đường hầm ở một vài nơi, cùng với súng phóng lựu tự động, súng máy và hệ thống tên lửa chống tăng. Các súng chiến hào chống tăng và bãi mìn trải khắp các cánh đồng, chúng tôi cần xuyên qua tất cả chướng ngại vật này để tiến về phía trước. Trong những tuần gần đây, một số báo cáo ghi nhận việc công binh Ukraine đang đạt được tiến triển dù tương đối chậm khi cố gắng loại bỏ các bãi mìn được bố trí dày đặc và đóng vai trò như lớp phòng tuyến đầu tiên của Nga. Hiện chưa rõ các phòng tuyến sâu hơn có bãi mìn dày như vậy hay không, bởi chúng có lẽ sẽ cản trở khả năng di chuyển chính của các lực lượng Moscow. Những người cho rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã mất một thời gian dài để giành lại làng Robotin đã không tận mắt chứng kiến hệ thống phòng thủ cần vượt qua để đẩy lùi Nga khỏi tuyến cao tốc Mariupol, đồng thời tiếp cận, bao vây và tiến vào ngôi làng. Một khối lượng công việc lớn đã được thực hiện, Solonko cho hay. Nỗi sợ lớn nhất của Ukraine. Một sĩ quan Ukraine trên tiền tuyến đã nhận định với CNN rằng địa hình mở là một thách thức. Các UAV của cả chúng tôi và đối phương bay lượn trên bầu trời ngày đêm, do đó không thể che giấu việc di chuyển trang thiết bị. Bất kỳ hoạt động nào đều ngay lập tức bị đối phương phát hiện và bắt đầu tấn công bằng pháo hoặc UAV. Sĩ quan này cho biết, không giống như ở Bakhmut, thành phố ở phía đông Nga giành được hồi tháng 5 sau các cuộc giao tranh ác liệt, khu vực chiến đấu hiện nay không có các cơ sở để trú ẩn. Ở đây chỉ có những cánh đồng trống trải và những rừng cây bị ném bom để lùa binh lính ra ngoài, trên thực tế không còn lại gì. Các nhà phân tích nhận định vẫn còn những phòng tuyến kiên cố phía trước Ukraine cần đối mặt. Hình ảnh vệ tinh của làng Solodka Banka cách Rubuntin 7 km về phía nam cho thấy các chiến hào liên lạc được củng cố cùng với những nơi trú ẩn cho các phương tiện và tuyến giang rồng để cản trở xe bọc thép của Ukraine. Nhà phân tích tình báo nguồn mở Emi Kastehemi cho biết Nga đã xây dựng chiến hào liên lạc dài 100-350 mét giúp họ tăng cường và rút quân khỏi các vị trí chiến đấu. Các công sự kiên cố được xây dựng để ngăn cản bất kỳ bước tiến công tiềm tàng nào tới trục đường chính theo hướng Tupmak, nhà quan sát Emi Kastehemi nói. Trong đánh giá mới nhất về tình hình chiến trường, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở ở Washington đánh giá, các lực lượng của Ukraine đang nằm trong khoảng cách tấn công ở một loạt vị trí phòng thủ tiếp theo của Nga, dường như bao gồm các chiến hào chống tăng và tuyến phòng thủ giang rồng liên kề với các vị trí chiến đấu của Moscow ở phía sau những chướng ngại vật này, vốn cũng tương tự như lớp trước. Theo ISW, hệ thống chiến hào và hầm trú ẩn liên kết chặt chẽ với nhau như binh lính Ukraine miêu tả là kết quả nhiều tháng chuẩn bị của Nga. Hiện chưa rõ liệu các lực lượng Moscow có mở rộng hệ thống này về phía nam hay không. Solonko cũng thừa nhận tổn thất xe bọc thép của Ukraine trong khu vực là do ưu thế trên không của đối phương. Bom dẫn đường trên không là một trong những nỗi sợ lớn nhất của lực lượng Ukraine. Nga sử dụng chúng với quy mô lớn. Tôi không thể đánh giá mức độ chính xác, nhưng vũ khí này có sức mạnh vô cùng dữ dội. Nga đang tăng cường sử dụng UAV trinh sát và nhắm vào các vị trí của Ukraine. Họ xác định các mục tiêu và phóng UAV Lancet và bom lượn theo bầy đàn, Solonko nói. Binh lính Ukraine cũng tin rằng
việc giành được Rubondin sẽ tạo ra thuận lợi cho các cuộc tấn công sắp tới của Kiev bất chấp nhiều trở ngại. Mikhailo Budodias, cố vấn tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ thật ngây thơ khi cho rằng người Ukraine sẽ tiếp tục phải đổ máu để giành từng km lãnh thổ, bởi khi thành công tiến về phía nam, cuộc chiến sẽ diễn ra theo một hình thức khác và cuộc chiến sẽ sớm kết thúc, theo Ukraine. Tuyên bố trên Twitter sau thành tựu mới đây của Ukraine trong cuộc phản công để giải phóng làng Robotin ở tỉnh Zaporizhia, ông Mikhailo Budodias nhấn mạnh, khi một số điều kiện nhất định xảy ra, người Ukraine sẽ không còn phải đổ máu nhiều để giành lại từng km lãnh thổ của mình từ lực lượng Ukraine. Sẽ không dễ dàng, nhưng thật ngây thơ khi nghĩ rằng Ukraine sẽ phải giành lại lãnh thổ bằng cách đổ máu trên mỗi km. Khi lực lượng Ukraine tiến về phía nam và tiếp cận biên giới hành chính với Crimea, các sự kiện sẽ diễn ra theo một hình thức khác. Mọi thứ sẽ kết thúc nhanh chóng và ngay lập tức, giống như khi nó bắt đầu, ông Budodias tuyên bố. Giải thích thêm cho tuyên bố của mình, ông Budodias nói, để tiếp tục cuộc chiến, lực lượng Nga phải không ngừng thuyết phục công chúng rằng họ chưa thua trận. Tuy nhiên, Điện Kremlin đều hiểu, không thể tránh khỏi rằng Nga càng mất nhiều lãnh thổ thì sự ủng hộ dành cho cuộc chiến của họ sẽ suy giảm càng nhanh chóng. Trước đó, Văn phòng Tổng thống Ukraine nhận định rằng Nga đang trên đà mất đi các vị trí chiến lược. Lực lượng vũ trang Ukraine đang tiến về phía nam và tiến gần hơn đến việc thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực trên hành lang đất liền tới Crimea. Việc giải phóng làng Rubondin có ý nghĩa rất lớn đối với chiến lược nam tiến của Ukraine. Ngôi làng nằm ở vùng Zaporizhia, chỉ cách thị trấn tiền tuyến Orykhiv khoảng 10 km về phía nam. Thị trấn này nằm trên con đường quan trọng dẫn đến thành phố Tomak, nút giao quan trọng cả đường bộ và đường sắt vốn đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Tomak đóng vai trò bảo vệ con đường phía nam tới Melitopol, thành phố lớn nhất trong khu vực và là trung tâm hành chính cho lực lượng Nga ở Ukraine. Việc chiếm được làng Rubondin sẽ là bàn đạp để quân Ukraine tiến gần hơn đến Tomak và từ đó tiến tiếp về Melitopol để đến bờ Azov. Giành lại Melitopol là một trong những mục tiêu hàng đầu của Ukraine khi nước này tiến hành phản công ở phía nam. CNN cho biết, chính quyền Mỹ tuần trước đã bật đèn xanh cho một số quốc gia châu Âu gửi tiêm kích F-16 cho Ukraine. Sau đó, các nước Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan lần lượt đưa ra nhiều gói viện trợ có liên quan tới loại khí tài này cho các lực lượng vũ trang Kiev. Theo nhận định của các chuyên gia kỳ cựu Mark Chansian, làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, quân đội Ukraine trong thực chiến khi sử dụng các chiến đấu cơ F-16 sẽ không chỉ đối mặt với lực lượng phòng không đáng gờm của Nga mà còn nhiều thách thức khác. Trước tiên, có sự khác biệt lớn giữa việc huấn luyện kỹ năng cơ bản như cất cánh, bay và hạ cánh với việc tác chiến như một nhóm chiến cơ hoạt động trong phạm vi phòng không của Nga. Hơn nữa, buồng lái F-16 khác hoàn toàn so với buồng lái MiG-29, khí tài quen thuộc với các phi công Ukraine. Vấn đề ở đây là các phi công Kiev phải chuyển sang sử dụng một loại máy bay mang theo nhiều hệ thống mà họ chưa từng thấy trước đây, cũng như vận hành máy bay theo chiến lược trên không của Mỹ và khối NATO, ông Kansian cho biết. Tiếp đó, các tiêm kích F-16 sẽ cần được bảo dưỡng nhiều hơn so với những tiêm kích theo hệ Liên Xô, Nga. Để có thể bay trong 1 giờ, một chiếc F-16 cần được bảo dưỡng trong 16 tiếng. Chi phí bay của F-16 cũng đắt đỏ khi lên tới 27.000 đô la một giờ, vị chuyên gia này nói thêm. Theo ông Kansian, quân đội Nga cũng sẽ coi các tiêm kích F-16 được phương Tây viện trợ cho Ukraine là một mục tiêu có giá trị và cần được ưu tiên, giống như các tổ hợp phòng không Patriot. Do vậy, các lực lượng vũ trang Moscow sẽ phát động nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình nhằm vào các sân bay của Ukraine, cũng như sử dụng nhiều loại tên lửa đất đối không và những vũ khí khác để chống lại F-16. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn đón xem tin tức từ kênh Tin Tức Việt. Xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại!